Vâng, nếu thì quý thầy cô đã ổn định rồi, xin phép quý thầy cô chúng ta bắt đầu chương trình tập huấn chiều hôm nay ạ. Kính thưa đồng chí Đỗ Huy Hoàng, trưởng phòng phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn sân chơi kỹ năng sống, cùng tất cả quý thầy cô tham dự buổi tập huấn hôm nay, thì triển khai cái công văn của ban tổ chức sân chơi kỹ năng sống về tổ chức tự nguyện và miễn phí sân chơi kỹ năng sống cho học sinh tiểu học qua Internet năm học 2024-2025, thì để giúp cho các thầy cô của các nhà trường có cái thông tin cụ thể rõ hơn về thể lệ của sân chơi, và căn cứ đấy để có cái cơ sở để triển khai cho tất cả các học sinh của trường tham gia sân chơi với cái tinh thần tự nguyện và miễn phí. Thì sân chơi này được xây dựng và được triển khai với mục đích để giúp học sinh là tích lũy kiến thức và ứng dụng các kỹ năng sống, nội dung trải nghiệm thông qua các cái tình huống, các cái vấn đề mà thực tế trong cuộc sống, giúp cho em có cái kỹ năng sinh tồn, ứng xử trước các tình huống trong cuộc sống, như là phòng chống hỏa hoạn, cháy nổ, phòng tránh đuối nước, sử dụng các mạng xã hội an toàn và cả kỹ năng quan trọng khác. Thì nhận thấy đây là một cái sân chơi hết sức là ý nghĩa và hay, bổ ích đối với lứa tuổi học sinh tiểu học và trong cái thời đại công nghệ số, và đang triển khai các cái nội dung yêu cầu đối với cái việc mà xây dựng, phát triển, hình thành nên các cái kỹ năng của công dân số trong thời đại công nghệ 4.0. Thì sân chơi này là hết sức là có ý nghĩa quan trọng đối với học sinh tiểu học. Thì cũng để cho cái buổi tập huấn hôm nay, mặc dù là diễn ra trong thời gian là không 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 nhiều, tuy nhiên thì cũng để chúng ta tập trung và có cái hiệu quả cao nhất của buổi tập huấn, thì cũng đề nghị quý thầy cô chúng ta tập trung theo dõi, nắm bắt những nội dung cho báo cáo viên là đồng chí Đỗ Huy Hoàng của công ty sân chơi kỹ năng sống triển khai, để có những cái nắm bắt cụ thể. Cùng với đó nữa, cũng mong các quý thầy cô chúng ta tích cực trao đổi, tương tác và đặt những câu hỏi liên mà chúng ta còn băn khoăn thắc mắc chưa rõ về cái việc mà triển khai cái sân chơi tại trường học cho học sinh của đơn vị mình. Thì cũng mong đồng chí báo cáo viên thì cũng trao đổi một cách cụ thể, trọng tâm rõ đối với các đơn vị tham gia tập huấn hôm nay, để giúp cho các thầy cô có những cái thông tin đầy đủ chính xác để về triển khai thực hiện đảm bảo có hiệu quả tại cơ sở trong thời gian tới. Thì cũng cuối cùng xin chúc đồng chí báo cáo viên cùng các tập quý thầy cô sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc buổi tập huấn chúng ta hôm nay là đạt kết quả tốt. Xin trân trọng cảm ơn. Và tiếp theo Dạ. sau đây xin mời đồng chí Đỗ Huy Hoàng, trưởng phòng phát triển của công ty sân chơi kỹ năng sống, sẽ thực hiện cái nội dung báo cáo của mình. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Dạ vâng, em cảm ơn thầy Lê Đình Thanh, đại diện cho Sở Dục và Đào tạo của tỉnh Gia Lai. Em xin chào quý thầy cô đến từ Sở Dục Đào tạo của tỉnh Gia Lai, các đơn vị phòng giáo dục và các thầy cô giáo là ban giám hiệu đại diện các trường tiểu học và tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn của tỉnh Gia Lai. Thì đầu tiên thì cho phép em thay mặt ban tổ chức sân chơi kỹ năng sống gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Sở Dục và Đào tạo cùng các thầy cô đã dành cho chúng em một buổi ngày hôm nay để giới thiệu một cái sân chơi khá là mới trên Việt Nam mình tới tất cả các bạn học sinh tiểu học trên toàn quốc. Thì thưa các thầy cô, thì trong buổi nội dung làm việc của chiều ngày hôm nay thì em xin dành thời lượng của các thầy cô khoảng 30 phút để báo cáo các thầy cô về một số vấn đề như sau ạ. Em xin phép được dành ít phút để chia sẻ với các thầy cô về tổng quan về sân chơi kỹ năng sống. Một ít phút để nói về thể lệ, cơ cấu giải thưởng của sân chơi và sẽ dành nhiều thời gian để dành cho vấn đề hỏi đáp và hỗ trợ cách thức triển khai tới các đơn vị nhà trường và cách thức hỗ trợ các thầy cô trong suốt quá trình triển khai. Kính thưa các thầy cô,
thực hiện theo hai cái đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo là quyết định số 117 và quyết định số 1895 từ Thủ tướng Chính phủ về hai cái việc hết sức là quan trọng trong cái thời kỳ chuyển đổi số. Thứ nhất là việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và công tác giáo dục. Thứ hai là tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, khơi dậy khát vọng cho học sinh sinh viên trên toàn quốc. Trong bối cảnh phát triển về kinh tế số hiện nay, việc sử dụng mạng xã hội, công nghệ thông tin ứng dụng vào trong đời sống thì cũng không còn là trên 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 các chủ trương đường lối nữa, mà càng ngày càng triển khai sâu rộng vào trong đời sống, và đặc biệt là tiếp cận đối với lại khối các cấp bậc tiểu học. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai Internet thì ngoài những cái lợi ích mang lại thì Internet của chúng ta cũng có những cái mặt hại, mặt tiêu cực mà những người thầy cô, những nhà làm giáo dục cũng sẽ phải trăn trở để làm sao các con tiếp cận một cái nguồn thông tin Internet vô tận, nhưng theo đúng chỉ đạo đường lối của nhà nước, cũng như phải khai thác được những cái nội dung quan trọng, tích cực để giúp cho các con có những cái kỹ năng đấy, thì trường Đại học Sư phạm Hà Nội và các thầy cô trong ban tổ chức sân chơi kỹ năng sống quyết định thành lập ra một cái sân chơi để giúp cho các con có trang bị các kỹ năng này. Đồng thời, việc ứng dụng những cái nội dung hoạt động trải nghiệm theo chương trình thông tư 32 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang ngày càng mở rộng, và chúng em chuyển đổi số cái nội dung của hoạt động trải nghiệm này lên trên không gian mạng để mục đích giúp cho các con được tiếp cận một cách nhanh chóng, thu hút được đông đảo học sinh tham gia và tạo thành một cái phong trào chung trên cả nước. Năm nay là năm thứ hai chúng em triển khai. Năm đầu tiên thì triển khai với thành phố Hà Nội, và năm thứ hai thì đang triển khai trên toàn quốc, và hiện nay thì cũng có đang trên hơn 20 sở giáo dục và đào tạo cũng đang đồng hành và tổ chức như tỉnh Gia Lai của mình ạ. Từ cái căn cứ của Thủ tướng Chính phủ về hai cái nhiệm vụ quan trọng này, và Bộ Giáo dục đã ban hành các kế hoạch, các thông tư hướng dẫn, đồng thời là cũng nằm trong những cái nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục Đào tạo và Sở Giáo dục Đào tạo hàng năm, thì chúng em hiện thực hóa cái sân chơi này thành một sân chơi về công nghệ thông tin. Mục tiêu của sân chơi kỹ năng sống là đổi mới các hoạt động, nội dung hoạt động trải nghiệm, rèn về giá trị sống, đạo đức, văn hóa ứng xử cho học sinh. Thứ hai là đẩy mạnh cái việc sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin, làm sao nhanh chóng, đơn giản, hiệu quả mà nhà trường cũng có thể ứng dụng được những kho học liệu này của chúng em để giảng dạy ở trên trường, trên lớp. Thứ ba là tạo ra một cái sân chơi lành mạnh, bổ ích trên không gian mạng để các con tạo ra có một cái phong trào thi đua, học hỏi, trau dồi kiến thức và áp dụng những cái kiến thức mình học được, rèn giũa được ở trên không gian mạng vào trong đời sống thực tế và thiết thực luôn, chứ không chung chung hàn lâm, tránh tránh lan man ạ. Thì đấy là cái điều mà các bạn học sinh rất là thích. Về công nghệ thì bọn em sử dụng những cái công nghệ trên điện thoại, máy tính, những công nghệ hết sức đơn giản để các con dễ sử dụng, học sinh có thể truy cập vào trên tất cả những thiết bị thông minh bằng cái tên miền website là sân chơi kns.vn, thế thôi ạ, là mình có thể vào được. Và ở đây có về mặt chuyên sâu về công nghệ thì bọn em có dùng cái công nghệ lưu trữ điện toán đám mây hoặc là bảo mật thông tin, rồi công nghệ CDN để phân phối các nội dung cho nhanh anh ạ. Về nội dung thì thưa thầy cô, là trên hệ thống của sân chơi kỹ năng sống hiện nay đang có hơn 30.000 cái nội dung về hoạt động trải nghiệm, xoay quanh bốn cái chủ đề theo thông tư 32 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và chúng em đã hoạt hình hóa các chủ đề lớn để cho các con có thể xem được các video. Đây là cái đối tượng mà hết sức là thích xem những cái video hoạt hình, và bọn em xây dựng những câu chuyện, những nhân vật từ đời sống thực tế vào trong trong video để các con cảm thấy mình ở trong những câu chuyện đấy. Và các chủ đề, các video có cái nội dung nó bao hàm, mang tính toàn quốc, phổ cập chứ không đặc thù của từng địa phương, từng vùng miền. Bất cứ học sinh nào cũng có thể thấy được cá nhân mình ở trong câu chuyện. Và bọn em cũng chuyển thể những cái hoạt động ở trong hệ thống thành những cái video hóa, hoạt hình hóa, game hóa để cho các con hấp dẫn hơn ạ. Số 4 này chỗ ngoài kia mưa to. Thưa thầy cô, là trong một sân chơi kỹ năng sống, một học sinh sẽ tham gia vào 16 kỹ năng
nội dung. Và mỗi một lớp là em có 16 cái chủ đề này, và chủ đề này sẽ xuyên suốt theo các con theo năm học từ tháng 9 cho đến kết thúc vào ngày 31 tháng 5, là sẽ tham gia hết các chủ đề, trải qua từng lớp một theo cái nội dung tương ứng của các con. Và bọn em cũng đã trên màn hình của các thầy cô thì cũng đã có cái danh sách các kỹ năng ở đây để các con biết. Và sau bài chia sẻ của em ngày hôm nay thì em cũng có thể gửi cái bản này, bản PDF cho các đơn vị nhà trường để các đơn vị có thể giới thiệu lại trong đơn vị nhà trường. Đó, đây là cái những cái ma trận của nội dung hoạt động trải nghiệm hướng vào bốn cái nhóm chính mà như em chia sẻ: hướng vào bản thân của các con này, hướng vào xã hội này, hướng tới tự nhiên và hướng nghiệp, cho các bạn học sinh biết đến các nghề nghiệp ạ. Sau đây thì em xin mời các thầy cô cũng dành ít phút thôi, mình sẽ xem nhanh một cái clip nhỏ mà bọn em xây dựng của một chủ đề cũng hết sức là đang báo động ở trong môi trường học đường ạ. Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em. Các cậu ơi, chúng mình chơi đá bóng đi. Ha ha, nay đậu đậu đánh son đi đá bóng nè. Không phải đâu, lúc nãy bạn của mẹ tớ tới chơi, cô ấy bắt phải hôn cô ấy mới cho kẹo. Tớ thích kẹo nên mới hôn cô ấy đấy, mặc dù tớ chả thích hôn tí nào. Thế chưa là gì hết, mỗi lần về quê các bác của tớ toàn bảo tuột quần ra cho xem của quý để chứng nhận là cháu đích tôn của cả nhà cơ. Ha ha, thật á? Thế thật mà, tớ không nói dối đâu. Cô giáo thường nói cơ thể chúng mình có những vùng riêng tư, chúng ta phải nhớ để bảo vệ. Các cậu còn nhớ không? Có chứ, đó là vùng mông nè, khu vực giữa hai đùi nè, còn nếu là con gái như tớ còn có cả vùng ngực nữa. Thế miệng của đậu đậu không phải là vùng riêng tư hả gấu? Miệng cũng là vùng riêng tư chứ, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng cần che miệng. Các cậu nói rõ hơn đi, thế như nào là bị quấy rối? Những người xấu sẽ lợi dụng chúng ta và nói về những bộ phận riêng tư. Những người xấu bắt chúng ta nhìn những bộ phận riêng tư hoặc gửi hình ảnh, từ ngữ về những bộ phận riêng tư cũng là quấy rối đấy. Thậm chí người xấu còn cởi quần áo ra khi chúng ta gặp phải ở nơi vắng người rồi bắt chúng ta nhìn đó. Nguy hiểm hơn, họ còn bắt chúng ta sờ vào những bộ phận riêng tư của họ hoặc của mình cơ. À, thật là đáng sợ. Vậy bạn của mẹ tớ và các bác của cô ca đều là người xấu à? Họ chưa chắc đã là người xấu đâu, vì họ yêu quý và muốn trêu chúng ta cho vui nên mới yêu cầu như vậy. Nhưng theo tớ thì những yêu cầu đó là không nên, và chúng ta có quyền từ chối. Đúng rồi, các bác yêu cầu tụt quần, tớ toàn từ chối rồi chạy đi mách bố tớ. Nhưng bố tớ cứ bảo là các bác trêu vậy thôi. Cậu có thể kể thêm với nhiều người mình tin tưởng nữa, như mẹ hoặc ông bà chẳng hạn. Đúng vậy. À, hay là chúng mình liệt kê các cách để phòng chống xâm hại đi. Tớ nghĩ khi ở nhà một mình, chúng ta phải cài chặt cửa, không cho người lạ vào, kể cả người quen, nếu không được bố mẹ dặn trước. Còn tớ nghĩ chúng mình không nên ra ngoài vào buổi tối một mình, nhất là đi qua những chỗ vắng người. Khi đến chơi nhà ai đó, chúng ta phải xin phép bố mẹ trước để bố mẹ nắm được. Chúng ta cũng không được nhắn tin, gọi điện cho người lạ và đi với người lạ vì bất cứ lý do gì. Đậu đậu thích kẹo mà, người lạ cho kẹo bảo đi cùng chắc là đi luôn. Hứ, không thèm. Chúng ta ghi chép xong rồi, các cậu hãy ghi ra mỗi người một bản và cùng thực hiện để phòng chống bị xâm hại nha. Chúng ta hãy tự bảo vệ mình khỏi người xấu. Cơ thể là của riêng mỗi người, không ai có quyền được đụng chạm hay xâm hại đến cơ thể của người khác.
Và ngược lại, người khác cũng không có quyền được đụng chạm vào cơ thể của chúng ta nếu không được sự cho phép của chúng ta. Hãy lên tiếng nếu các em bị xâm hại để bảo vệ chính mình và những người xung quanh các bạn nhé. Cố Uyên Bác xin tặng các bạn nhỏ câu thơ này nhé. Con là em bé thông minh, biết tự bảo vệ chính mình đó nha. Gặp người lạ phải tránh xa, không cho động chạm dù là người thân. Vâng ạ, thưa các thầy cô, thì đây là một trong những cái 180 chủ đề mà chúng em đã hoạt hình hóa và số hóa lên trên hệ thống để các con có thể tiếp cận được. Và thưa các thầy cô, là toàn bộ cái nội dung, cả câu hỏi và video hoạt hình thì đều được phía ban tổ chức sân chơi đã có cái quyết định thẩm định từ đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam đã có quyết định thẩm định về nội dung này. Và nội dung này thì chúng em cũng cộng tác với lại các thầy cô trong các đơn vị cơ quan đầu ngành lớn của Việt Nam như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Khoa học và Đại học Sư phạm Hà Nội để xây dựng kịch bản cũng như là xây dựng nội dung để bám sát với lại thực tế mà các con đang diễn ra hàng ngày ạ. Thưa các thầy cô, là sau đây thì em cũng xin các thầy cô khoảng 2 phút thì chúng em cũng đã triển khai được hơn 100.000 cái 100.000 học sinh tham gia sân chơi kỹ năng sống ở Hà Nội năm ngoái, thì cũng xin mời các thầy cô cùng xem cái hiệu quả mà sân chơi mang lại cho các con, và các thầy cô cũng thể lắng nghe cái chia sẻ của chính thầy cô giáo đã triển khai sân chơi này ạ. Ở trường tiểu học Thanh Xuân Nam thường diễn ra các hoạt động trải nghiệm theo chủ đề trong xuyên suốt trong một năm học. Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm của nhà trường thì tôi luôn lồng ghép những cái hoạt động trải nghiệm của sân chơi kỹ năng sống. Trường tiểu học thị trấn Quốc Oai A thì rất là quan tâm chú trọng đến cái việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh ạ. Trong quá trình dạy học hay là các hoạt động trải nghiệm, tôi thấy rằng là các chủ điểm, chủ đề của kỹ năng sống rất là phù hợp với các con học sinh. Ví dụ như chủ điểm phòng chống hỏa hoạn hay là xây dựng nội dung để tự học, rất nhiều là chủ điểm hay. Chúng tôi còn có thể phối hợp lồng ghép các chủ điểm đó vào các môn học khác ạ. Thưa các thầy cô, thì đây trên đây là cái kết quả của sân chơi mùa 1, thì mùa thứ 2 này chúng em cũng hy vọng là với sự đồng hành tham gia của các thầy cô thì
sân chơi của chúng em cũng sẽ càng ngày càng lan tỏa và thu hút được đông đảo các bạn học sinh tham gia hơn, không chỉ nằm trong ranh giới của địa phận các thành phố lớn mà còn mong muốn triển khai trên 63 tỉnh thành của Việt Nam, mang lại một cái sân chơi hết sức là thiết thực, ý nghĩa đối với các bạn học sinh ạ. Tôi có thấy cô là trở lại công văn số 2433 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, thì em cũng xin triển khai với các thầy cô về thể lệ sân chơi. Em cũng xin nói qua thôi, vì cơ bản là theo công văn chỉ đạo của sở thì cũng hết sức là đầy đủ thông tin rồi ạ. Thì với sân chơi kỹ năng sống thì đối tượng được hướng tới là học sinh tiểu học. Chúng ta sẽ tham gia bằng hình thức trực tuyến 100% online. Thời gian tổ chức thì bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 5, 31 tháng 5 2025 là chúng ta sẽ kết thúc xong toàn bộ các công tác tổ chức và trao giải cho các đơn vị ạ. Nội dung trải nghiệm thì gồm 16 vòng trải nghiệm, gồm 12 vòng tự luyện và 4 vòng chung kết các cấp, bắt đầu từ cấp trường, cấp quận huyện, cấp tỉnh và cấp quốc gia. Khi qua sang đến tháng 11, 12 thì ban tổ chức sẽ bắt đầu tiến hành cấp tài khoản admin cho các thầy cô của các trường để các trường hoàn toàn chủ động trong công tác tổ chức thi vòng chung kết cấp trường và quản trị thông tin học sinh của trường mình, cũng như là nắm bắt được kết quả thi của các con trên hệ thống. Chúng em cũng chia làm các chặng, thì đặc biệt là với sân chơi kỹ năng sống này thì chúng ta sẽ bắt đầu vòng đầu tiên vào ngày 28 tháng 9. Sau mỗi một tuần thì chúng em sẽ lại mở thêm một mốc mới, và học sinh có thể lựa chọn tham gia bất cứ lúc nào trên mọi thiết bị, và chỉ cần đến cái mốc đấy đã mở ra thì học sinh có thể tham gia được. Và tất cả các mốc này đều đóng cửa vào ngày mùng 5 tháng 1 là kết thúc. Và sau đó thì mình sẽ xét kết quả của các bạn học sinh để chúng ta tiến hành vào các cấp trường, cấp quận huyện. Và sau mỗi cấp thì chúng ta sẽ căn cứ vào số điểm kết quả để chúng ta sẽ chọn ra những bạn mà có cái kỹ năng tốt để được vào vòng trong và tiến hành đi sâu vào các vòng chung kết cấp quốc gia. Mỗi một học sinh thì có một tài khoản duy nhất trên hệ thống và được tham gia trải nghiệm làm bài một lần. Và học sinh thì rất là chủ động tham gia vào mọi thời điểm trong ngày, trong tuần, và chúng em không khống chế, chỉ cần cái mốc thời gian được mở ra thì học sinh có thể vào truy cập được. Căn cứ vào bảng xếp hạng vòng chung kết cấp quốc gia thì ban tổ chức sẽ trao giải vòng chung kết cấp gia và trao giải hiện vật cho những bạn học sinh mà có thành tích cao ở trong phần vòng chung kết cấp quốc gia bằng hiện vật và bằng giải thưởng, giấy khen cũng như huy chương. Và đặc biệt là với Sở Gia Lai thì ban tổ chức cũng sẽ xét giải vòng chung kết cấp tỉnh, và chúng em cũng sẽ phối hợp với lại Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ chức có thể cấp giấy khen bản cứng cho các con tại cái vòng chung kết này, và sẽ do sở quyết định cái số lượng học sinh căn cứ trên tình hình số lượng học sinh tham gia thực tế trên tỉnh mình để trao giải bản cứng cho các bạn học sinh của trên địa bàn của tỉnh. Thưa các thầy cô, thì với sân chơi kỹ năng sống thì khi tổ chức cho các bạn học sinh thì các bạn học sinh cũng sẽ có những cái lợi ích mà học sân chơi kỹ năng sống mang lại, là học sinh được học và chơi thông qua sân chơi và sẽ rèn luyện được các kỹ năng, và điều này cũng sẽ giúp cho các con là phát triển toàn diện theo đúng cái định hướng phát triển của học sinh cấp tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với các thầy cô và nhà trường thì cũng sẽ đánh giá được năng lực của các bạn học sinh và giúp cho các con có những cái trải nghiệm và ứng dụng được các nền tảng số, dữ liệu chuyển đổi số để đưa lồng ghép vào trong các tiết bài học ở trên lớp, trên trường, giúp cho các con sẽ có hứng thú hơn so với lại nếu mà học không có, so với những giờ học thông thường. Về phụ huynh thì chắc chắn là sẽ rất là tự hào khi có những bạn học sinh con của mình đạt thành tích cao và có những cái kỹ năng được trang bị ngoài đời sống thực tế, và đặc biệt là được áp dụng những cái kiến thức này vào đời sống thực tế trong cái bối cảnh môi trường internet rất nhiều các nguồn thông tin sai lệch,
ảnh hưởng đến cái sự phát triển và tư duy của con trẻ. Đồng thời là đất nước chúng ta thì cũng có rất nhiều các sự kiện như mà thiên tai rồi là cháy nổ, thì các con nắm được các kỹ năng cơ bản của một bạn học sinh tiểu học thì có thể giúp cho các con được trang bị những cái kỹ năng sinh tồn, ra quyết định trong những cái giờ phút quan trọng mà ảnh hưởng đến đến không chỉ cá nhân mình mà có thể giúp được cho nhiều người trong những cái hoàn cảnh mà của thiên tai và bão gió của đất nước. Thưa các thầy cô là em sẽ dành phần lớn thời gian để các thầy cô có những câu hỏi hỏi đáp, và sau đó thì em sẽ trong thời gian thầy cô hỏi đáp thì em cũng sẽ trả lời, và đồng thời là sẽ truy cập thử vào trong hệ thống xem các con sẽ tham gia như thế nào để các thầy cô cũng dễ hình dung hơn ạ. Thưa thầy cô, là thầy cô có câu hỏi thì thầy cô chat giúp em ở trên phần khung chat ạ. Sau đó thì em sẽ đọc đến em sẽ đọc lần lượt của các thầy cô và em sẽ trả lời luôn ạ. Vì số lượng của chúng ta hôm nay trực tuyến khá là đông các thầy cô, và đồng thời là cũng đó, và đồng thời là cũng khó để các thầy cô có thể phát biểu lần lượt, thì các thầy cô chat giúp em vào trong khung chat, em sẽ hỗ trợ các thầy cô ạ. Vâng ạ, em xin phép là sẽ vào thử bằng một tài khoản để các thầy cô thấy được. Em kiếm việc kia là công an có hay cứ đứng ngay cái dốc 20 đấy. Thưa thầy cô là trên màn hình của các thầy cô á thì có một cái tài khoản, thì bằng cái em đang vào ở trên máy tính thì bằng điện thoại hoặc iPad hoặc tất cả các thiết bị thông minh tablet thì học sinh chỉ cần truy cập với cái tên miền là sân chơi kns.vn, là sân chơi kỹ năng sống viết tắt đấy ạ, .vn, và mình vào phần đăng nhập ạ. Đăng nhập ở đây và sau mình chọn tỉnh của mình, ví dụ chọn Gia Lai. Sau đó thì mình ấn test tài khoản của mình được cấp. Về tài khoản này thì ban tổ chức ngay sau đây thì em sẽ thiết lập ra một cái nhóm Zalo để hỗ trợ các thầy cô. Các em sẽ gửi mẫu tạo tài khoản toàn trường cho các đơn vị có học sinh tham gia, và bọn em sẽ tạo tài khoản cho các bạn học sinh của bên mình, đồng thời là sẽ trả lại cái tài khoản cho các đơn vị. Và với cái số cái tài khoản này thì các bạn học sinh chỉ cần truy cập vào đây để vào trong hệ thống, hoặc là học sinh có thể chủ động tạo tài khoản bằng hình thức tự đăng ký trên hệ thống và tìm đến trường của mình là được ạ. Thì có hai hình thức, một là học sinh chủ động tạo tài khoản, hai bọn em sẽ tạo tài khoản tập trung cho toàn trường. Thì ở đây em đã có tài khoản rồi thì em xin phép vào luôn ạ. Em chọn ở Hưng Yên, em chọn một tài khoản test 15 ạ, tài khoản để bọn em demo đấy ạ. Mật khẩu là KNSA+2024 ạ. Đó, khi mà truy cập vào thì bọn em sẽ có những cái cảnh báo để cho giúp học sinh nắm bắt được, và đồng thời là cũng là bảo mật thông tin để cho phụ huynh ở nhà có thể sẽ không vào trên máy của các con ạ. Thưa thầy cô là trên tab của chúng em thì cũng có những cái chức năng của sân chơi, ví dụ như là trang chủ để cung cấp thông tin. Ở đây thì học sinh vào trong phần sân chơi ở đây ạ. Ở đây thì học sinh vào trong phần sân chơi ở đây, bọn em đã có những cái mốc ở đây và nhiệm vụ của các bạn học sinh là cần phải chinh phục các mốc này. Và ở đây là ví dụ như vòng trải nghiệm số 1 thì đến bắt đầu ngày 28 tháng 9 mới mở ra vòng đầu tiên và sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 1. Chỉ cần trong khoảng thời gian này học sinh vào bất cứ lúc nào thì đều có thể tham gia được và làm bài. Khi đến ngày thì hệ thống sẽ mở ra một nút làm bài ở phần này để cho các đơn vị, các bạn học sinh có thể vào làm bài được. Và cứ lần lượt đi theo các mốc ở đây thì các bạn học sinh sẽ dần dần sẽ hoàn thành. Và vòng cuối cùng là vòng chung kết cấp quốc gia ở đây. Và qua mỗi vòng thì chúng em sẽ phối hợp với lại sở để hướng dẫn các đơn vị nhà trường triển khai trong quá trình tổ chức. Và sẽ có thời gian cụ thể để triển khai các vòng chung kết các cấp ở bên đảo bên này ạ. Sau khi các bạn học sinh tham gia xong thì kết thúc mỗi một chặng đường, một vòng này thì bên chúng em sẽ có bộ phận hỗ trợ kỹ thuật để xuất kết quả cho các đơn vị toàn tỉnh để các bạn học sinh, để các thầy cô và các bạn học sinh cùng nắm được là mình đang
có bao nhiêu học sinh tham gia và xếp thứ hạng như thế nào của tỉnh Gia Lai, và đồng thời là trên bảng xếp hạng của chúng em cũng đều có những cái bảng xếp hạng top 50 của mỗi khối lớp với tất cả các tỉnh thành đang ra phối hợp cùng sân chơi kỹ năng sống để tổ chức cho các con, để các con thi đua với nhau. Và ngoài ra thì cũng có một số những cái tính năng khác, ví dụ như là phần vui học ở đây và một số phần tin tức như mua khóa học hay là hỗ trợ ở đây cho những bạn học sinh nào có nhu cầu muốn nâng cao kiến thức đó. Thì trên đây là, và trong đây thì cũng có thêm một cái phần thông tin cá nhân của mỗi một tài khoản, là cập nhật về những thành tích cá nhân, phần thưởng, những vòng quay may mắn sao và các thông tin về quản trị tài khoản của các bạn học sinh đấy. Và mỗi một học sinh tham gia hệ thống thì sẽ được dùng cái tài khoản đấy 5 năm và bọn em sẽ kết thúc mỗi chặng năm học thì chúng em sẽ nâng cái lớp cho các bạn học sinh để các bạn học sinh không phải nhiều tài khoản. Và tài khoản quản trị thì sẽ tự quản trị tài khoản của toàn trường mình và có thể quản trị được mọi thông tin của học sinh ạ, để các thầy cô cũng dễ cho công tác quản lý. Thì trên đây là cái phần mà quản trị trên website thì cũng hết sức là dễ thôi ạ. Tiếp theo là em xin phép sẽ phúc đáp các câu hỏi của các thầy cô trong phần hỏi ạ, để các thầy cô cũng dễ hình dung hơn. Vâng ạ, thầy ở bên trường Chư Sê, phòng giáo dục Chư Sê của tỉnh Hùng Vương ạ, thầy muốn xem lại các mốc thời gian. Thì các mốc thời gian ở đây thì một là trong công văn đã có rồi, thứ hai là trên cái bảng, trên cái phần sân chơi ở đây thì cũng có các mốc thời gian bọn em quy định rất rõ. Thứ ba nữa là em có thể gửi lại cái bản slide này để thầy cô có thể xem lại các mốc thời gian để có thể gửi cho các học sinh hoặc là giáo viên nhà trường tự nghiên cứu. Linh và test thử để dễ hình dung là em cũng vừa vào xong rồi ạ, ở bên trường phổ thông dân tộc bên Hà Đông ạ. Mỗi trường cử bao nhiêu để dự thi? Dạ thưa cô, là ở đây thì chúng em không khống chế số lượng học sinh đâu ạ, và chúng em rất khuyến khích tất cả các con đều có được tham gia trải nghiệm, dù đi đến chặng nào, dù không đạt được kết quả cao, nhưng đây là nội dung hoạt động trải nghiệm. Và vì vậy là tất cả các bạn học sinh đều mong muốn, và cũng là cái vai trò của bên ban tổ chức phải đảm bảo cho các bạn học sinh đều được trải nghiệm cái sân chơi của bên em giống nhau đây, để các con nói chung là tên là trải nghiệm thì phải mình các con phải được trải nghiệm thực sự, phải được vào thử hệ thống như nào và tham gia như thế nào, chứ còn chúng em cũng sẽ không khuyến khích việc là các đơn vị nhà trường cử ra để lấy thành tích đâu ạ, mà mong muốn các con có một cái sự trải nghiệm riêng của mỗi một cá nhân ạ. Dù kết quả có như thế nào thì đấy là một cái sự trải nghiệm của mỗi một bạn, đấy là một cái kỷ niệm rất đáng nhớ trong cái thời mà các bạn ấy học về tiểu học ạ. Thì em tin chắc rằng các con sẽ rất thích. Thì ở đây bọn em trả lời gọn lại là sẽ không khống chế số lượng ạ, có bao nhiêu học sinh tham gia là càng tốt ạ. Cuộc thi có tài liệu tham khảo không? Thì có hai nguồn tài liệu tham khảo, thì em sẽ gửi cho thầy cô về cái nhóm, bốn nhóm kỹ năng, các chủ đề mà bọn em đã xây dựng. Thì các chủ đề này chính là những cái kiến thức mà các con đã học được ở trên các sách giáo khoa của Bộ Giáo dục, nằm trong tất cả các bộ sách mà Bộ Giáo dục ban hành. Thứ hai là bên ban tổ chức cũng có những cái khóa học cho các bạn con, các con muốn nâng cao và muốn được làm những cái bài trải nghiệm ở trên hệ thống thì đều có. Tiếp theo là trường mình chưa tiếp cận được trang thi. Dạ vâng, chắc chắn rồi cô ạ, bởi vì hôm nay thì thông qua buổi tập huấn thì em mới giới thiệu được sâu tới tất cả các thầy cô để các thầy cô có thể mường tượng được. Thì bản chất sân chơi kỹ năng sống về format chương trình ấy thì cũng giống giống như là một sân chơi rất nổi tiếng là V-Olympic, thì các thầy cô cũng có thể hình dung được là cách thức tổ chức như thế nào. Nhưng mà có một cái sự khác biệt về sân chơi kỹ năng sống là sân chơi kỹ năng sống là sân chơi sẽ phối hợp với lại sở, phối hợp với lại các đơn vị phòng giáo dục và nhà trường để đồng tổ chức cho các con, chứ chúng em không tổ chức mà ban hành mỗi một cái sân chơi chung chung, sau đó ai tham gia thì tham gia, mà còn phải có sự chung tay từ các đơn vị quản lý, rồi là các nhà trường và cha mẹ phụ huynh học sinh cùng với lại ban tổ chức và cùng làm ra một cái sản phẩm hết sức là tốt, ý nghĩa, thiết thực cho các con được trải nghiệm ạ. Có một cô ở bên trường tiểu học Trung học cơ sở Lê Văn Tám của Pleiku ạ. Vâng ạ, bên phần mềm chắc chắn sẽ tạo tài khoản quản lý cho nhà trường rồi ạ.
để các thầy cô quản lý được ạ. Về học sinh để tại học sinh tự tạo, và cái ý này thì cũng có một số đơn vị nhà trường thì để cho học sinh tự tạo, thì trường nào có nhu cầu thì mình cứ để cho học sinh tự tạo cũng được ạ. Còn trường nào chưa có thì trường nào muốn tạo tập trung và nhờ ban tổ chức tạo cho nhanh ấy, thì bọn em sẽ tạo cho ạ. Không có vấn đề gì cả. Hiện nay trường trung cơ sở Lê Văn Tám không có hệ thống thì bọn em sẽ cập nhật ạ. Thưa thầy cô, là về phần quản trị của tài khoản cấp trường ấy, thì để sang tháng 10, 11 thì bọn em sẽ gửi lại cái thông tin về tài khoản quản trị cho nhà trường, đồng thời là có hướng dẫn sử dụng ạ. Cũng khá là đơn giản thôi, giống như mình đọc một cái trang tin tức thôi ạ, không có gì là khó khăn cả. Sân chơi đang vô lỗi, cái này không đúng ạ, bởi vì bọn em đang online đây cô ạ. Cô xem giúp em tên miền mình có chuẩn không ạ? Tên miền mình đừng gõ thêm gì, mình chỉ cần gõ thẳng luôn là sân chơi kỹ năng sống là được ạ. Đâu có bạn nào đâu. Em thấy dạ vâng, những đơn vị nào mà chưa có tên trên hệ thống thì một chút nữa thì em sẽ có kênh hỗ trợ để em sẽ tiếp nhận và hỗ trợ cho các thầy cô ạ. Thưa thầy cô, là kiến thức từ lớp 1 đến lớp 5 là khác nhau ạ, theo như phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nội dung về thông tư 32 của Bộ ấy, thì mỗi một khối lớp là những cái chủ đề đồng tâm, càng lên lớp cao thì sẽ phát triển yêu cầu cao hơn, và đó là những cái vòng tròn đồng tâm nhé. Lớp 1 thì sẽ kiến thức nhẹ nhàng hơn, nhưng đến lớp 2 thì yêu cầu của chương trình sẽ nặng hơn một chút, và từ đó mình cứ lan dần ra. Vâng ạ, cấp trường thì em có cả tài khoản admin thôi ạ. Cấp phòng thì ban tổ chức không xây dựng quản lý cấp phòng, mà thông qua các báo cáo mà em sẽ lấy số liệu từ hệ thống để báo cáo cho các đơn vị ạ. Dạ vâng, dự kiến tháng 10 chúng em sẽ cung cấp về tài khoản admin ạ. Dạ vâng, thưa thầy cô, là trong tuần vừa qua thì ban tổ chức cũng đã phối hợp một số các đơn vị nhà trường cũng đã liên hệ với chúng em, và chúng em cũng đã hỗ trợ tạo, có một số trường thì cũng đã tạo xong tài khoản rồi đấy, em đã gửi cho các đơn vị nhà trường rồi. Vì vậy là có nhiều trường đã tạo xong tài khoản rồi ạ. Thì sau đây em xin nói về cái cách để mình chia sẻ hỗ trợ trong công việc triển khai sân chơi ạ, để các thầy cô cũng dễ hình dung hơn. Thưa các thầy cô là cách thức triển khai như sau ạ. Để mà tạo ra cái kênh hỗ trợ các thầy cô kịp thời, và đồng thời là các thầy cô cũng dễ hơn trong vấn đề là quá trình triển khai, thì ở đây bọn em đã có một cái nhóm chung. Đây là nhóm đại diện đầu mối của tất cả các trường tiểu học trên địa bàn của tỉnh Gia Lai, cùng với lại đại diện của Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với ban tổ chức. Khi mà sở có những cái văn bản chỉ đạo hoặc là có những cái thông tin để cần lưu ý thì sẽ nhắn vào nhóm này. Còn chúng em cũng sẽ tạo ra riêng của mỗi một phòng giáo dục là một nhóm có các thầy cô giáo chủ nhiệm của các lớp của các trường sẽ tham gia chung vào một nhóm, và thông qua nhóm này thì bọn em sẽ hỗ trợ chi tiết hơn cho các thầy cô về ví dụ như là hỏi về mật khẩu hay là những cái thông tin không đăng nhập được, hoặc là tất cả những cái thông tin mà cần hỗ trợ thì chúng em sẽ trả lời trong đấy. Thì ở đây trên công văn của chúng em ấy thì đã có số điện thoại cá nhân của em rồi, thì cũng mong là các đầu mối các trường có thể là gọi điện cho em khi mà cần thiết ở trong công văn ấy, hoặc là các thầy cô có thể đặt vào những câu hỏi ở trong tin nhắn ở nhóm này ạ. Thì thông qua nhóm này chúng em sẽ hỗ trợ cho các đơn vị nhà trường. Thì đây là cái cách thức mà KNS đã triển khai cho các đơn vị của các tỉnh thành, và cũng rất hiệu quả, nhanh chóng và kịp thời ạ. Các thầy cô cũng nắm được thông tin một cách nhanh nhất khi mà triển khai xuyên suốt trong năm học ạ. Đây, ở đây em cũng đã nhận được những thông tin của các thầy cô đã đăng nhập rồi ạ.
Thưa các thầy cô, là không biết là trong thời gian vừa rồi thì có thầy cô nào có câu hỏi gì nữa không ạ? Em xin trả lời hỗ trợ cho các thầy cô ạ. Thưa thầy cô, là vì trong nhóm ấy thì cũng có rất đông các thầy cô, thì đa phần em cũng mong muốn rằng là nhóm của chúng ta thì sẽ nhận thông tin từ sở và từ ban tổ chức. Chúng ta cũng sẽ hạn chế tránh những câu chuyện cá nhân hoặc là những việc mà spam thông tin để tránh ảnh hưởng đến mọi người. Bởi vì em cũng mong muốn rằng là một cái nhóm rất là cởi mở, nhưng chúng ta sẽ chia sẻ những câu chuyện trọng tâm. Còn khi nào cần hỗ trợ mà chuyên sâu, cần nhiều thông tin thì các thầy cô có thể nhắn tin riêng cho em hoặc là mình gọi điện trực tiếp cho em cho nó tiện. Thì số của em ở trên công văn có rồi đấy ạ. Thì các thầy cô có thể như thế, chia sẻ như thế thì sẽ không ảnh hưởng đến mọi người, để chúng ta có một cái nhóm, xây dựng một cái cộng đồng sân chơi của học sinh cấp tiểu học của Gia Lai của mình một cách là nhẹ nhàng và rất là văn minh, cho không ảnh hưởng đến, làm phiền đến mọi người ạ. Thưa thầy cô, là hiện nay thì đã nhóm đã đầy, ở đây em thấy là có 100 thành viên và đang không lên được nữa, chắc là do chính sách bảo mật của bên Zalo rồi ạ. Thì em xin phép là sẽ gửi luôn thầy cô một cái nhóm Zalo khác để chúng ta tạo thêm một nhóm nữa để các thầy cô có thể kịp thời được thông tin ạ. Vâng ạ, thầy cô đợi, thầy cô nào chưa vào được nhóm thì thầy cô đợi em một xíu, em sẽ có hình ảnh luôn đấy ạ. Mình sẽ tạo thêm một cái nhóm nữa để... Thưa thầy cô, là chắc chắn là phần quản trị nhà trường ấy, và em cũng rất mong muốn rằng là mỗi một trường sẽ có 2 đến 3 quản trị để các thầy cô có thể xem được điểm cũng như nắm bắt được thông tin của học sinh lớp mình, trường mình. Vì vậy là phải qua tháng 10 thì chúng em mới tạo được cái tài khoản admin này, bởi vì hiện nay thì cũng chia sẻ thật với thầy cô về khối lượng công việc ấy, các đơn vị tạo tài khoản rất lớn, chúng em đang ưu tiên tập trung cho các bạn học sinh trên địa bàn của các tỉnh và trong khu vực tỉnh của mình ấy. Thì trong khu vực vùng của mình thì KNS không chỉ triển khai mỗi Gia Lai mà còn rất nhiều các tỉnh lân cận nữa cũng đang phối hợp để triển khai. Vì vậy phải ưu tiên trước mắt là phải cho học sinh đã, sau đó thì dần dần thì chúng em sẽ hoàn thiện các công tác admin rồi là các công tác khác để hỗ trợ cho nhà trường và để giúp cho nhà trường có công tác được quản trị hơn ạ. Thưa thầy cô, là trên màn hình của thầy cô đã có một nhóm Zalo thứ hai đấy ạ. Những đơn vị thầy cô nào mà chưa vào được nhóm 1 thì thầy cô truy cập giúp em nhóm Zalo 2 đấy ạ. Vâng ạ, thưa thầy cô, là hai nhóm như nhau ạ. Những đơn vị nào mà chưa vào được Zalo 1 thì sẽ tiếp tục vào Zalo 2 giúp em với. Ngày trước thì chúng em triển khai thì Zalo là vào được 1.000 thành viên ạ. Tuy nhiên thì do chính sách mới của bên Zalo nên là đã bị hạn chế ạ. Vâng ạ, các thầy cô vào đấy với các thầy cô chắc là mình cũng không cần phải... Vâng ạ. Vâng ạ. Thầy cô, hiện nay thì nhóm cũng đã
Mình được gần 100 thành viên rồi ạ. Thì em sẽ tạo thêm một cái nhóm Zalo thứ ba nữa của Gia Lai mình ạ. Thầy cô ơi, em sẽ chia sẻ với các thầy cô về nhóm Zalo thứ ba của bên Gia Lai mình để cho các đơn vị trường nhận được thông tin hỗ trợ. Và ba nhóm này có thông tin như nhau ạ. Mình chỉ cần tham gia giúp em một ba nhóm thôi thầy cô nhé. Sau đó thì ngay sau buổi này em sẽ thiết lập ra các kênh Zalo của các phòng giáo dục riêng ạ. Và em sẽ có hỗ trợ thông tin vào trong ba nhóm này ạ. Dạ vâng ạ, vâng còn thầy cô nào chưa tham gia được thì thầy cô truy cập giúp em vào nhóm Gia Lai số 3 ạ. Vâng ạ, còn thầy cô nào chưa vào được thì mình sẽ vào tham gia nhóm số 3 giúp em với nhé. Sau khi đã có nhóm Zalo rồi thì em sẽ có những cái thông báo để hướng dẫn các thầy cô cụ thể hơn và em cũng sẽ gửi lại cái bài slide ngày hôm nay cho các đơn vị nhà trường để các đơn vị cũng có thể nghiên cứu và chia sẻ với các thầy cô giáo trong trường mình để hiểu về sân chơi kỹ năng sống. Chúng em hy vọng rằng với thời đại phát triển về công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong về nội dung về đổi mới về các hoạt động trải nghiệm, nội dung về kỹ năng sống thì sẽ giúp được cùng với lại lãnh đạo của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Gia Lai cũng như Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện cùng ban giám hiệu các trường và các thầy cô, các quý cha mẹ phụ huynh và ban tổ chức, chúng em cũng sẽ xây dựng được một sân chơi hết sức lành mạnh, bổ ích, ý nghĩa và thiết thực, mang lại giá trị cho chính trước mắt là cho các con, sau đó thì chúng em cũng góp sức được giúp cho cộng đồng, cho xã hội có những cái sản phẩm số, sản phẩm xanh, sạch, ý nghĩa và thiết thực với lại đời sống thực tế của các con ạ. Một lần nữa thì trước khi dừng lời thì cho phép em được thay mặt cho ban tổ chức sân chơi kỹ năng sống gửi cho em được gửi lời cảm ơn tới Sở Giáo dục và Đào tạo, cảm ơn thầy Lê Đình Thanh, đại diện đầu mối của sở và cảm ơn các thầy cô trong Phòng Giáo dục và Đào tạo, ban giám hiệu các trường, các thầy cô là đại diện các trường đã dành cho em thời gian quý báu để cùng tổ chức để triển khai cái sân chơi này. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn các thầy cô ạ. Em xin kết thúc phần trình bày của mình ở đây ạ. Em xin chuyển lại cho thầy Thanh điều hành về buổi họp ngày hôm nay ạ. Vâng, xin cảm ơn đồng chí Hoàng, báo cáo viên của ban tổ chức đã triển khai các nội dung của về sân chơi kỹ năng sống đến các thầy cô của tỉnh Gia Lai. Thì xin hỏi một lần nữa thì các thầy cô còn nội dung gì muốn trao đổi hỏi thêm ban tổ chức được không ạ? Vâng. Theo tôi nghĩ thì các nội dung cơ bản về sân chơi kỹ năng sống thì đồng chí Hoàng đã triển khai là khá đầy đủ rồi. Còn về có những cái nội dung gì mà chưa rõ thì các quý thầy cô có thể trao đổi thêm với ban tổ chức qua các cái nhóm Zalo đã được tạo, hoặc có thể sẽ gọi điện trực tiếp hoặc trao đổi qua Zalo đối với đồng chí Hoàng theo cái địa chỉ số điện thoại đã được thông tin trong công văn của Sở Dục và Đào tạo. Thì chương trình tập huấn hôm nay đến đây thì xin được kết thúc. Một lần nữa xin được cảm ơn đồng chí Hoàng và cảm ơn quý thầy cô đã dành thời gian trong buổi chiều hôm nay để tham dự buổi tập huấn về sân chơi kỹ năng sống. Chúc quý thầy cô lần chúng ta về triển khai tại cơ sở một đạt được kết quả tốt nhất và tạo một cái sân chơi bổ ích cho học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Xin kính chào quý thầy cô. Dạ vâng ạ, em Vâng ạ, chào cảm thầy ạ, xin cảm ơn chào thầy thầy ạ. ạ và cảm ơn các thầy cô ạ.